X51 Story mến chào quý thính giả. Trong cuộc sống đời thường, nếu một người có thể giữ vững được nguyên tắc làm người, làm ơn mà không cần đáp trả, nhận được ơn huệ mà không bao giờ quên, thì người ấy nhất định sẽ tích được đại đức cho tương lai. Đó là do đạo lý chi phối, không phụ thuộc vào nguyện ý của con người. Có một số người, mặc dù cũng biết rằng làm việc thiện là tốt, nhưng một khi không nhận được sự báo đáp thì nhanh chóng trở nên nản chí, ngã lòng. Thậm chí họ còn nghi ngờ rằng thế gian liệu có thực sự tồn tại thiên lý, thiện ác có báo. Điều này đơn giản là bởi vì lòng nhân từ của họ không đủ thuần chính cho nên hình thành tư tưởng sai lầm. Vương triều Đại Hán tồn tại hơn 400 năm, là một vương triều tốn nhiều giấy mực nhất trong chiều dài lịch sử Trung Hoa với muôn vàn sắc thái khác nhau. Trên thế giới, tiếng Trung Quốc còn được gọi là tiếng Hán, chữ Trung Quốc gọi là chữ Hán, dân tộc Trung Quốc cũng được gọi là dân tộc Hán, và đại đa số người Trung Quốc cũng đều là người Hán. Tất cả những điều này đã cho thấy tầm ảnh hưởng của Hán triều đến nhường nào. Nói đến triều đại nhà Hán, không thể không nhắc đến đại công thần khai quốc Hàn Tín. Dân gian xưa nay có câu, Giang Sơn nhà Hán do Hàn Tín thắng trận mà có thể thấy công lao của Hàn Tín là vĩ đại nhất. Trong lịch sử, Hàn Tín được mọi người tôn xưng là binh thánh, để nói lên tài năng cầm quân đánh trận của ông. Trong sự nghiệp cầm quân của Hàn Tín, không có trận đánh nào không thắng, không có trận tập kích nào của quân thù mà không đối đầu được. Thủy vô thường thế, binh vô thường hình, đây chính là đặc điểm chiến đấu lớn nhất của Hàn Tín. Trong tác chiến, trận pháp của ông biến hóa đa hình, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, luôn tạo ra sự bất ngờ, trở tay không kịp cho kẻ thù. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 30 năm, Hàn Tín đã bắt Ngụy Báo, trảm Trần Dư, thu phục Lý Tả Xa, Giáng Yên, giết Long Thả, công chiếm nước Tề. Nổi tiếng là những trận chiến như ám độ Trần Thương, An Ấp, Di Thủy, đặc biệt là trận bao vây Cai Hạ, tiêu diệt bá nghiệp của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Hàn Tín được Hán Cao Tổ Lưu Bang ca ngợi là, nắm trong tay trăm vạn quân đánh là thắng, tiến công là nhất định lấy. Cuộc đời Hàn Tín là một câu chuyện dài và bi tráng, hậu thế nhắc đến ông vừa xót thương vừa khâm phục đủ vạn đường. Được lưu danh trong thiên thư không chỉ bởi là vị tướng bách chiến bách thắng mà còn bởi ông là điển hình cho một nhân cách lớn với sự nhẫn nhịn, lòng khoan dung và ân tình có trước có sau. Theo Sử Ký Tư Mã Thiên và Dịch Trung Thiên thì Hàn Tín là cậu bé sớm mồ côi nên có tuổi thơ cơ cực, kiếm sống bằng nghề đi câu cá ở sông Hoài để độ nhật qua ngày. Mùa đông rét mướt không câu được nên rất đói khổ. Tuy vậy Hàn Tín lại mê đèn sách, nghiên cứu binh thư nên thường đeo kiếm như con nhà võ. Một hôm có kẻ bán thịt ngoài chợ tên là Ác Thiểu đón đường làm nhục nói rằng, tên bán cá mà còn đeo gươm, có dám chém ta không? Nếu không dám hãy chui qua dưới chôn của ta đây. Tín không do dự cúi mình chui qua háng rồi thản nhiên đi trong sự cười chê của mọi người. Một ngày nọ, Hàn Tín không còn gì để ăn. Ông không còn cách nào khác là ngồi ở bờ sông ngoại thành Hoài Dương và câu cá. Lúc ấy, có nhiều phụ nữ đang giặt rũ bên bờ sông. Trong số ấy, có một người phụ nữ để ý thấy rằng Hàn Tín trông có vẻ đói và xanh xao, dường như đã lâu lắm rồi không được ăn gì. Bà liền chủ động mang thức ăn của mình tặng cho Hàn Tín. Cứ như thế, Hàn Tín đã được người phụ nữ kia tặng cho thức ăn trong suốt hơn 10 ngày liền. Lòng tốt của người phụ nữ ấy đã khiến Hàn Tín vô cùng cảm kích và xúc động sâu sắc. Cảm thấy ân huệ của người phụ nữ kia đối với mình nặng như ngọn núi, Hàn Tín đã nói với người phụ nữ đã tặng cơm cho mình rằng, trong tương lai tôi nhất định sẽ tận tâm báo đáp ân huệ của bà. Không ngờ, người phụ nữ kia trả lời với một giọng rất bình dị, một người đàn ông đích thực phải tự chăm lo được cho cuộc sống của bản thân. Tôi là vì thấy cậu đáng thương nên đã cho cậu thức ăn. Nếu tôi gặp người khác đang chịu khổ vì đói khát, tôi cũng sẽ làm như thế. Vì vậy tôi không cần cậu phải báo đáp gì cho tôi cả. Hàn Tín lấy làm hổ thẹn mà không dám qua phiêu mẫu nữa nhưng bà già đôn hậu thương người cùng khổ hàng ngày vẫn đặt cơm trước lều Tín. Người xóm chợ biết chuyện thường gọi đó là bát cơm phiêu mẫu. Nhiều năm trôi qua, người phụ nữ kia đã không còn nhớ gì về việc mình đã tặng thức ăn cho Hàn Tín. Bà từ lâu đã quên bẵng đi chuyện nhỏ nhặt ấy rồi. Nhưng Hàn Tín thì không lúc nào quên ân huệ của bà. Ngày sau Hàn Tín phò tá Lưu Bang lập nên cơ nghiệp thống nhất thiên hạ. Ông được phong tước hầu, sau được về quê cũ cai trị phong làm Sở Vương. Hàn Tín trở lại quê hương, việc đầu tiên mà ông làm là đi tìm người phụ nữ mà ông đã gặp trong thời trai trẻ và báo ơn bà bằng một lượng tiền vàng rất lớn. Đây chính là Điển Cố, một bát cơm ngàn vàng, nổi tiếng trong lịch sử. Nhận của người một chút ân huệ dù ít ỏi giống như dòng nước chảy nhỏ giọt, nhưng báo đáp người lại tràn đầy giống như dòng suối chảy tuôn trào. Hàn Tín dù quyền cao chức trọng, vinh hiển giàu sang nhưng vẫn không quên ân tình của người xưa, thật là bản chất của một đại nhân, kẻ sĩ trong thiên hạ. Trong cuốn sách về những lời dạy của Chu Tử có dạy rằng, thi huệ vô niệm, thụ ân mạc vong, nghĩa là, làm việc thiện không cần suy tính, mang ơn người đừng bao giờ quên. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử cho rằng, một người thực sự lương thiện thì giống như là nước vậy,
nước nuôi dưỡng tất cả các sinh linh, tưới tắm cho vạn vật, nó không tranh đấu vì quyền lợi, và cũng không cần sự báo đáp. Đây chính là sự khiêm nhường lớn nhất và đức hạnh cao cả nhất. Trong Lục Tổ Đàn Kinh, có điển cố nổi tiếng, hoàng đế khai quốc của Triều Lương, Lương Vũ Đế vô cùng kính tín Phật Pháp. Một lần, ông hỏi vị Đạt Ma Sơ Tổ rằng, trẫm từ khi lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không? Không ngờ vị Đạt Ma đáp rằng, không có công đức. Bởi vì tất cả những việc người làm đều là vì muốn có được công đức. Làm việc thiện, trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức. Và công đức này không thể lấy việc thế gian mà cầu được. Nếu một người hành thiện bởi vì cầu được báo đáp, vậy thì trước khi hành thiện, người ấy sẽ do dự, tính toán và lựa chọn. Sau khi hành thiện mà không được báo đáp, người ấy sẽ dễ dàng sinh ra tâm oán hận, tức giận. Làm việc thiện mà không cầu báo đáp quý giá nhất ở chỗ vô tư, vô ngã, không cầu lợi. Người mang thiện tâm có thể khẳng khái giúp khi thấy người gặp nạn, không quan tâm rằng liệu người được giúp có thể hoàn trả lại cho họ hay không, trong lòng hoàn toàn bảo trì được tâm thái thanh thản, không oán giận, không hối tiếc. Nếu có thể làm được như vậy, thì người ấy đã tích được đại đức và trong tương lai người ấy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo vô cùng to lớn. Khi Hàn Tín gặp lại kẻ bắt mình chui háng năm xưa là Ác Thiểu. Ác Thiểu kinh hãi lo sợ thưa rằng lúc trước ngu đần không biết nên đã xúc phạm vương sở, tội ấy chỉ xin được tha chết là may. Nhưng Hàn Tín ôn hòa bảo rằng, ta chẳng phải là kẻ tiểu nhân hay cố chấp, đem lòng thù hận. Hành động đối xử của nhà ngươi ngày xưa xem qua tuy có vẻ quá đáng nhưng cũng là một bài học luyện trí cho ta. Vậy nhà ngươi đừng tị hiềm mà hãy nhận lấy chức ta ban. Rồi ban cho Ác Thiểu chức trung húy. Ác Thiểu cảm tạ ra về. Hàn Tín bình sinh nói với kẻ tả hữu, tráng sĩ đó trước kia làm nhục ta. Lúc ta còn hàn vi, không thế lực gì nếu ta chống cự, giết nó đi thì chưa chắc ta được như ngày hôm nay. Nhờ ta biết nhẫn nhục nên mới yên thân mà giúp được nước lập nên công danh. Nó giúp ta đấy, nên ta mới phong thưởng chứ không phải là việc vô cớ. Quan quân nghe xong thêm phần nể phục sở vương của mình. Lẽ thường lấy ân báo ân, nhưng với người làm nhục mà Hàn Tín cũng bỏ qua và còn báo đáp, ấy là bản chất của người quân tử. Hàn Tín có phẩm chất của đại dũng trong thiên hạ, khi gặp nguy vô cớ mà không phẫn uất làm càn, bị ức hiếp mà không kinh hãi, co được giãn được. Tính khí đại nhẫn nhìn ra trông rộng chờ thời cơ để mưu cầu việc lớn. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.